Chào mừng các bạn đến với kênh Kiếm Tiền Thụ Động Nguyên MMP. Nếu như bạn lần đầu tiên đến với kênh của mình, hãy ấn vào đăng ký, chọn tất cả để có thể nhận được video mới nhất. Join vào group Telegram, Zalo, group Facebook để có thể nhận được hỗ trợ nhiều hơn. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái app đào đồng MNC các bạn nhé. Thì cái trang của nó là Network Metaminer.mon. Đấy, cái trang Metaminer.mon thì các bạn có thể tìm hiểu từ cái trang này. Đó, thì mình sẽ tìm hiểu qua một chút sách trắng. Đấy, mình tải về đây này. Đó, thì bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Cái này thì nó khá dài, 26 trang và nó có 9 chương. Mình cũng đã dịch ra tiếng Việt và cũng có tìm hiểu qua. Thì dự án này ok đấy. Mình thấy nó đã list trên mdex.com và bạn có thể swap được. Đấy, 1000 MNC giá cũng chưa cao lắm, tuy nhiên là chúng ta cứ tích đi nếu như mà giai đoạn đào free các bạn nhá. Đấy, nó rơi vào tầm 0,38 đô. Đấy. Thế thì cách đào như thế nào? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách đào nhá. Các bạn thân mến, để cài đặt ứng dụng này thì chúng ta sẽ vào cái đường link ở dưới mô tả, hoặc là các bạn vào trực tiếp trang web. Bạn là thiết bị Android thì bạn sẽ chọn vào phần Android. Và nếu như bạn là phần iPhone thì bạn sẽ chọn phần iOS để chúng ta có thể cài đặt được. Sau đây chúng ta tải về thì chúng ta sẽ bấm vào cài đặt các bạn nhé. Chúng ta mở này, bấm vào cho phép. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào register. Ở mục đầu tiên thì chúng ta điền email. Mục thứ hai này thì chúng ta đợi một chút nhé, chúng ta điền mục thứ ba là password. Mục thứ tư này chúng ta sẽ điền mã mời của mình, đấy là 03KM6 các bạn nhé. Nếu các bạn yêu quý mình thì hãy chọn 03KM6. Sau đấy cuối cùng bạn bấm vào send email. Rồi ok, chúng ta sẽ mở cái Gmail của chúng ta ra. Đấy, nó sẽ có MNCoin support này, sẽ gửi về một cái mã như này. Thì bạn có thể sao chép cái mã này, dán sang hoặc là gõ sang các bạn nhé. Rồi, bạn register, rất đơn giản. Khi nào họ bảo là successful như này thì đã thành công các bạn nhé. Bạn bấm vào đây. Sau đấy bạn gõ email, password và login. Bạn chọn login. Đấy, rất đơn giản các bạn ạ. Bạn chọn open ở dưới này nhé. Open này, ready open này. Đấy, thời gian nó sẽ chạy. Đấy, thời gian nó chạy. Hình con robot này nó sẽ chạy như này. Trong 24 giờ thì các bạn có thể đào được là mỗi giờ thì các bạn đào được 10 đấy, MNC các bạn nhé. Để tăng tốc độ đào thì chúng ta vào cái hình chia sẻ ở bên trên này các bạn nhé. Đó, rồi chúng ta copy link gửi cho bạn bè, hoặc là gửi cái mã QR này bằng cách save picture này, gửi cho bạn bè của mình bằng mã QR. Đó, khi các bạn đủ min rút 500 thì các bạn vào withdraw này, các bạn sẽ rút về ví Heco EcoChain của MetaMask các bạn nhé. Đấy, rất là đơn giản. Thì cái cách mà rút thì mình cũng hướng dẫn luôn. Để có cái ví Heco EcoChain thì các bạn có thể làm như sau. Bạn vào MetaMask của bạn nhé. Bạn có thể vào app của bạn cũng được. Đấy, thì ở trong này thì bạn add cái mạng Heco EcoChain bằng cách là vào góc trái này, xong là bạn chọn setting. Rồi, chọn network. Đấy, thì mình đã add cái Heco EcoChain sẵn rồi thì bạn sẽ gõ theo nội dung này nhá. Hobby EcoChain này, cái này tên này thì bạn đặt thoải mái, đặt Heco không cũng được, không sao cả, HC cũng được. Còn riêng cái này ấy, phần URL này là phải chính xác này. Đấy, ID này phải chính xác này, tên này phải chính xác này. Ở phần dưới này thì các bạn gõ theo phần mô tả, xong bạn save vào nhé. Thế đơn giản đúng không? Sau đấy là bạn add cái token MNC vào nhé. Thì cái token MNC ấy, thì các bạn add như sau. Mình sẽ để cái mã contract của nó ở dưới mô tả ấy. Bạn vào add token này. Đấy, bạn paste cái contract nó vào. Đấy, nó tự hiện lên MNC và decimal là 18 này. Bạn chọn next, add token. Đấy, vậy là xong. Đấy, bạn sẽ có một cái địa chỉ ví MNC ở đây.
Đấy, sau đấy là bạn làm gì? Bạn là copy cái địa chỉ MetaMask của bạn nhá. Đấy, nó chính là cái địa chỉ ví MNC này này. Đấy. Copy này. Đấy, sau đấy bạn sang bên này này, bên app này này. Khi bạn min rút đủ 500 trở lên, các bạn chọn withdraw này. Đó, bạn dán cái địa chỉ ví này này. Bạn add address này. Đấy, bạn dán vào địa chỉ ví này, bạn ghi chú là gì? Heiko này. MetaMask. Đó. Đó, phần này nó có một phần xác minh đấy là Mexico này, thì bạn bấm vào đây. Đấy. Sau đấy bạn vào email nhé. À, nó có xác minh đấy. Xác minh, đợi một chút, nó xác minh này. Rất là ngoằng. Click enter này. Bạn để ý để xác minh được cái này nhá. Đấy, bạn xem thứ tự ba cái chữ này này. Chữ nào giống thì bạn kích cho 1, số 2 này, số 3 này. Nếu mà chưa đúng thì bắt kích lại. Toàn là chữ Trung Quốc. Rất là ngoằng các bạn ạ. Đấy, sau vài lần xác minh không được thì nó cho cái trượt này các bạn này. Trượt này là dễ xác minh, mấy cái chữ đấy quá là ngoằng luôn. À, vẫn bị dính các bạn ạ. Thôi chịu khó xác minh thôi, đây một này. Rồi cái này thì các bạn tìm hiểu và xác minh bằng được thì thôi các bạn nhá. Đấy, sau đấy thì nó sẽ gửi về cho mình một cái mail này các bạn này. Nó gửi về một cái mail và sao chép cái con số này nhá. À, submit này các bạn này. Đấy. Thế thì sau đấy thì các bạn add được cái ví vào rồi, bạn trở về nhá. Add được cái ví rồi. Đấy, thì cái ví nó nằm ở đây rồi, cái địa chỉ nó nằm ở đây rồi. Thì ví dụ như ở đây có 500, bạn chọn max chẳng hạn. Đấy, xong rồi đấy là bạn rút về, submit là rút về thôi. Và nó về là nó về ở đây các bạn nhá. Nó về luôn cái ví này, mình làm như này để các bạn có thể trực quan các bạn nhìn thấy này. Đấy. Rồi, sau khi về trên ví này rồi thì các bạn có thể bán được. Bán bằng cách bạn connect wallet này, bạn chọn MetaMask này. Đấy, nó sẽ connect cái ví của mình vào đây này. Ví HT này, của EcoChain này. Đấy, ví dụ như bây giờ ví này mình có 1.000 chẳng hạn. Bạn muốn đổi ra cái đồng HC hoặc là USDT chẳng hạn thì bạn chọn max ở đây và nó sẽ lên 1.000. Và chúng ta sẽ có cái USDT vào ngay ví của chúng ta các bạn nhé. Hoặc là bạn đổi sang cái đồng HT ấy. HT là cái đồng ngay của HecoChain ấy nhá. Đấy, HecoChain này. Đây này, có ngay cái đồng HT ở trong sẵn cái ví này rồi các bạn nhé. Và cái đồng này thì thoải mái bán luôn, bán kiểu gì cũng được. Đấy, thì quy trình của chúng ta từ khi tải app về cho đến khi kiếm tiền là như thế. Thì cái app này thì các bạn phải điểm danh hàng ngày các bạn nhé. Đấy, điểm danh hàng ngày. Thì cách điểm danh ấy, thì mình nói với các bạn để các bạn hiểu như này. Chúng ta sẽ để cái app này này. Đấy, như mình là kinh nghiệm của mình là mình để cái app này vào cái chỗ one day này. Mình tạo một cái thư mục one day này. Tất cả psparac này, gin này, tất cả những cái thứ gì mà chúng ta đào ấy, chúng ta để trong này. Đấy, và chúng ta sẽ vào đây này. Mỗi ngày chúng ta sẽ vào đây và chúng ta đặt chuông đồng hồ. Đấy, ví dụ như đấy, mình đặt chuông đồng hồ là 8 giờ chẳng hạn. 8 giờ trong cái chuông đồng hồ này thì mình đặt một cái giờ là 8 giờ sẽ đặt cái app đào. Thế thì cứ 8 giờ ấy, cái đồng hồ của mình nó sẽ kêu là app đào. Và các bạn vào đây, các bạn tích hết lần lượt tất cả những cái thứ này một lần. Đấy, thì chả bao giờ sót cả các bạn nhé. Còn nếu như các bạn không đặt chuông ấy, thì nó dễ sót. Có thể bạn thấy 8 giờ sáng phù hợp, hoặc là 8 giờ tối phù hợp, hoặc là lúc nào đấy bạn thấy phù hợp mà phù hợp với cái thời gian của mình ấy, tạo một cái thư mục như này nhá các bạn nhá. Nó sẽ là cái chỗ để chúng ta kiếm tiền mà nó không bị quên. Đấy, nhiều bạn quên thì như giống như mình đào cái Sberrack này, rất nhiều bạn quên. Đây Sberrack này các bạn này, rất nhiều bạn quên các bạn nhá. Đấy, kể cả người 10 mình đào cũng còn quên. Đấy, có 75 trên 167 người là nhớ thôi. Đấy, thì bạn nào mà nhớ thì đào được rất là nhiều. Và sau này khi mà chúng ta lĩnh tiền thì chúng ta lĩnh được rất là nhiều các bạn nhé. Và lĩnh được nhiều thì đương nhiên rồi, dĩ nhiên là lĩnh được nhiều thì lúc đấy chúng ta lại ước gì ngày xưa mình chăm chỉ hơn, đúng không? Lúc đấy các bạn chăm chỉ hơn thì nó đã ngon rồi. Chúng ta lại ước khi mà thiên hạ có tiền, còn chúng ta ngồi ước, đúng không các bạn? Rồi, chúc các bạn thực hiện cái app này thành công và sẽ có thật nhiều cái đồng MN. Và cái đồng MN này thì đương nhiên là chúng ta có thể bán được rồi. Lúc đấy, lúc nãy thì mình nói cho các bạn cách bán luôn rồi đấy. Nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.